Mazda CX-5 2022 phiên bản nâng cấp facelift mới đã ra mắt hồi tháng 9 năm ngoái. Đến nay, những chiếc CX-5 2022 đầu tiên đã bắt đầu đến tay người dùng tại thị trường Mỹ và châu Âu. Mời các bác ngắm nhìn ảnh thực tế của Mazda CX-5 2022 phiên bản cao cấp. Mazda CX-5 2022 phiên bản nâng cấp facelift mới là mẫu xe đang được nhiều khách hàng mong đợi Mazda Việt Nam, do Thaco lắp ráp và phân phối. Ở phiên bản nâng cấp facelift mới, Mazda CX-5 2022 được nâng cấp nhẹ nhàng về thiết kế, tuy nhiên không thay đổi nhiều về tổng thể. Phần đầu xe được nâng cấp cản trước, khe hút gió rộng và thấp hơn. Lưới tản nhiệt với các thanh mạ chrome. Đáng chú ý, cụm đèn pha LED của CX-5 facelift đã được thiết kế sắc sảo hơn. Từ phía sau, cụm đèn hậu LED thay đổi, đi cùng với cản sau thiết kế mới. Ngoài ra, Mazda còn bổ sung nhiều tùy chọn màu sơn ngoại thất mới cho CX-5 2022, bao gồm màu vàng cát dơ cơn san. Trong khi dàn chân được nâng cấp, bộ mâm có thiết kế mâm mới, mang hai tông màu. Chiếc Mazda CX-5 2022 được trưng bày tại một đại lý ở Tây Ban Nha, thuộc phiên bản 2.5 cao cấp. Xe sử dụng động cơ xăng 4 ki lanh dung tích 2.5 lít hút khí tự nhiên, cho công suất 187 mã lực và mô men xoắn cực đại 252 Nm. Xe sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian đi kèm, với hộp số tự động 6 cấp đã được tinh chỉnh lại thuật toán. Tại thị trường Bắc Mỹ, Mazda còn có phiên bản máy xăng 2.5 lít tăng áp cho công suất 250 mã lực và mô men xoắn cực đại 435 Nm. Nội thất xe Mazda CX-5 2022 được tinh chỉnh nhẹ nhàng, không thay đổi quá nhiều về thiết kế. Xe được bọc da màu đen, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lên đến 10.25 inch, dàn âm thanh cao cấp của Bose. Xe đi kèm với gói an toàn và hỗ trợ lái Mazda i-Active Sense được bổ sung thêm tính năng hỗ trợ lái và giao thông và hơn nữa. Ở thị trường khác như Mỹ, nội thất Mazda CX-5 2022 tùy phiên bản được trang trí thêm các họa tiết vân gỗ trên táp bi cửa và bảng điều khiển trung tâm, đi kèm với các trang bị tiện nghi như sạc điện thoại không dây. Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-5 là mẫu CUV bán chạy trong phân khúc. Trong tháng 4, Mazda CX-5 có 1.834 xe rời đại lý. Doanh số trên cũng ghi nhận mức tăng trưởng gần 500 xe so với tháng trước đó. Tổng doanh số từ đầu năm 2022, Mazda CX-5 vẫn dẫn đầu phân khúc với 5.478 xe, còn Honda CRV dừng lại ở mức 4.638 xe. Có thể trong thời gian ngắn sắp tới, Mazda CX-5 phiên bản nâng cấp facelift sẽ sớm được lắp ráp và phân phối tại thị trường Việt. Bản nâng cấp mới này sẽ giúp CX-5 tăng sức cạnh tranh với các đối thủ đang làm mưa làm gió trong phân khúc CUV 5 chỗ như Hyundai Tucson hay Toyota Corolla Cross. Xe cộ, XXX.